Xin vào gốm xin trân trọng giới thiệu với cô chú, anh chị và các bạn bộ sưu tập bình gốm vuốt tay thủ công dáng ly cúc. Và chúng ta đang ngắm một chiếc ly cắm hoa. Ở trên này có họa tiết về mèo và cỏ bốn lá. Chiếc bình này có chiếc miệng loe giống như kiểu là bánh bèo. Những ngày xưa thì các cụ hay bảo những bạn nào hơi điệu đệ một xíu chính là kiểu bánh bèo. Và phần dưới thì sẽ thon vào như thế này, xòe chân ra. Hoa cỏ bốn lá là biểu tượng của sự may mắn. Chiếc bình này cao khoảng tầm 35 cm. Phần miệng của bình khá là rộng, đây là khi chúng ta có thể cắm các loại hoa to rất là dễ, hoặc là vào những ngày Tết thì có thể cắm trang trí những cành mai hay là cành đào. Video này thì mình sẽ giới thiệu bộ sưu tập các bạn mèo dễ thương. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem một dáng ly khác. Wow, bạn ấy là một chiếc ly dáng cúc có tông màu tím mộng mơ. Và phần phía trên thân thì sẽ là màu vàng chanh. Chiếc bình này cao tầm 30 cm. Những chiếc bình gốm thủ công của làng vuốt tay thì ngoài những cái mẫu sẵn có, chúng ta hoàn toàn có thể đặt riêng theo yêu cầu, theo chiều cao và họa tiết. Chúng ta có thể nhìn thấy những họa tiết về hoa và bạn mèo rất là dễ thương. Thêm một chiếc lơ xinh xắn. Phần phía trên, đối với hàng vuốt tay thủ công thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái đường vân vuốt tay như thế này, hoàn toàn không đều nhau, có những cái hàng giả vuốt riêng, còn đây là hàng thủ công. Phần bên trong thì sẽ được phủ một cái lớp men ánh vàng. Thật là xinh. Chúng ta sẽ cùng ngắm một chiếc bình tiếp theo, cũng là họa tiết về mèo và cỏ bốn lá. Bạn ấy cao 40 cm, miệng loe. Nếu như bạn đã từng đọc cuốn sách Nhà Giả Kim, là một trong số các cuốn sách nổi tiếng thế giới của tác giả Paulo Coelho, thì trong cuốn sách đấy có một phần trích đoạn mà có nói về bí mật của sự may mắn, đó là cỏ bốn lá thần kỳ, những cánh bướm và đùi dế. Đùi cỏ bốn lá biểu tượng của sự may mắn. Chiếc bình này sẽ có dáng thuôn một xíu và vát về phần phía dưới. Có thể trưng bày ở những không gian phòng khách rộng. Phần chân bình sẽ là màu xanh lục. Phần phía trên thì sẽ là màu trắng ngà, ánh vàng chanh. Một tác phẩm vẽ thủ công của làng gốm Bát Tràng, vuốt tay và vẽ. Ngày nay thì cũng có rất là nhiều các cái dòng sản phẩm của làng gốm như là hàng đề can, giá rất là rẻ. Tuy nhiên thì hàng đề can ngược lại thì những tác phẩm gốm thủ công thì lại mang cái hồn riêng, thể hiện cái tình cảm, cái tâm tư của người thợ khi họ trau chuốt và vẽ lên từng đường nét. Nên là đối với các tác phẩm gốm thủ công thì
không có tác phẩm nào hoàn toàn giống tác phẩm nào, kể cả nếu chúng ta có một cái sản phẩm mẫu vẽ lần thứ hai thì có thể là men và cái đường từng cánh hoa cũng có thể sẽ khác biệt một xíu, không thể giống hoàn toàn 100%. Chính vì thế nên những tác phẩm gốm thủ công sẽ là những tác phẩm gốm độc bản duy nhất. Năm kia thì mình có tham dự một cái chương trình về sở hữu trí tuệ tại Hà Nội, và cũng có nói về, có đưa ra cái đề xuất về bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với các tác phẩm mình gốm thủ công. Chúng ta sẽ cùng xem một tác phẩm mới ra, một chiếc ly vẽ bạn mèo đang nghịch những cánh hoa hoa cỏ bốn lá may mắn. Chiếc ly rất là xinh, chiều cao của ly là 40 cm, miệng loe bánh bèo. Phần dưới chân thì sẽ có màu xanh xanh lục nhạt. Thân của Bình sẽ là có màu trắng ngà kết hợp cả màu xanh. Đây là một sản phẩm gốm thủ công vuốt tay và vẽ tay. Mời các bạn cùng ngắm họa tiết ở trên bình gốm này. Thật là đáng yêu. Chúng ta sẽ cùng ngắm một tác phẩm nữa, là một chiếc bình mèo, bạn mèo có gam màu xanh lục đậm. Mỗi một tác phẩm gốm thủ công là một tác phẩm độc bản. Ở trên này có vẽ hoa tím, vàng. Tông nền sẽ là màu xanh. Chiếc bình xứ này cao 37 cm. Họa tiết là ở trên thân sẽ có vẽ mèo với hoa cỏ. Phần nền của chiếc bình sẽ có màu vàng chanh và màu xanh lục. Miệng bình loe, phần bên trong này là chúng ta có thể nhìn thấy những cái đường vuốt tay. Đường kính của miệng là 18 cm. Trong khoảng 2 năm gần đây thì các cái dòng sản phẩm liên quan đến kiểu dáng như ly cúp xuất hiện khá là nhiều ở làng gốm Bát Tràng. Và đây là những tác phẩm rất là đẹp. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Mời bạn ghé trang fanpage Sen và Gốm tìm về chốn bình yên hoặc hotline Zalo để có thêm thông tin chi tiết về sản phẩm nhé.